Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau. Các tổ chức tín dụng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự án quản lý tích hợp Ngọc Lục đô thị thành phố và danh mục tài trợ ODA của Chính phủ Đan Mạch. Dự kiến tổng vốn đầu tư là 19 triệu đô la Mỹ. Dự án quản lý tích hợp Ngọc Lục đô thị nhằm xây dựng thể chế quản lý tổng hợp rủi ro Ngọc Lục thành phố, bao gồm công tác dự báo thủy văn, quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập. Thoát nước được xây dựng hoàn thiện, khép kín, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm ngập lụt cho khu vực dân sinh hạ lưu lưu vực sông Sài Gòn, Đồng Nai, duy tu bảo dưỡng hệ thống phòng chống ngập và thoát nước thành phố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành chống ngập của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố. Dự án có vốn đầu tư dự kiến 19 triệu đô la Mỹ, gồm 17 triệu đô la Mỹ vốn ODA ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch và 2 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2020 đến năm 2023. Các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người dân chăn nuôi heo bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi 357 tỷ đồng thông qua hình thức cơ cấu nợ. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trường hợp khó khăn vì thiên tai dịch bệnh sẽ được xem xét khoanh nợ 2 năm. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng có phương án hỗ trợ cho người dân. Tính đến thời điểm này, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ 68 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay 13 tỷ đồng, cho vay mới 275 tỷ đồng. Đối với cả những khách hàng khó khăn thì sẽ được xem xét cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn giảm lãi. Và cơ cấu không phải trước đây cơ cấu một lần, thì bây giờ cơ cấu nhiều lần. Để đảm bảo là sao là gì, người dân và doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh thuộc cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sẽ được ưu tiên như vậy. Trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn chưa thể kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục rà soát, tổng hợp, đánh giá các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch, từ người dân, doanh nghiệp chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi. Dựa trên cơ sở tổng hợp từ các địa phương có công bố dịch, ngân hàng sẽ có chính sách hỗ trợ cơ cấu nợ một cách phù hợp. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã có nhiều sai phạm liên quan đến việc quản lý thu chi tài chính và nội dung phòng chống tham nhũng. Hiện cơ quan thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã lập quỹ trái phép hơn 436 triệu đồng, thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng trên 2,8 tỷ đồng và thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính gần 242 triệu đồng. Khi kết thúc thanh tra, số liệu lập quỹ trái phép không thay đổi, phát hiện thêm trong số tiền thanh toán khống nhiên liệu được hơn 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, chánh thanh tra tỉnh thu hồi số tiền hơn 530 triệu đồng đối với đơn vị cá nhân có dấu hiệu sai phạm về kinh tế, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và xử lý sai phạm theo quy định đối với Giám đốc là ông Phan Quốc Khải, hai Phó Giám đốc Lý Hồng Thao và Phạm Phúc Quế. Đồng thời, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tổ chức xử lý theo quy định đối với các cá nhân có dấu hiệu sai phạm. Hôm qua, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn đã bắt tạm giam 3 đối tượng phá rừng trên địa bàn, gồm Bàn Phúc Tiến sinh năm 1990, Bàn Phúc Hùng sinh năm 2000 và Bàn Phúc Toàn sinh năm 1992, đều cùng trú tại huyện Bạch Thông. Các bị can bị khởi tố theo tội danh vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, từ ngày 15 tháng 5, Công an huyện Bạch Thông đã phát hiện lập chuyên án điều tra vụ chặt phá 41 cây gỗ nghiến tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên, giáp ranh giữa hai xã Sĩ Bình và Vũ Muộn. Trong phần sau, bắt đối tượng cướp taxi tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cụ già tử vong thương tâm nghi do đốt nương cạnh nhà để canh tác. Thưa quý vị, các tập thể cá nhân tham gia truy bắt kịp thời đối tượng cướp taxi sẽ ra ngày 18 tháng 6 trên địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, vừa được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương và trao giấy khen. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 6, đối tượng Dương Huy Quân sinh năm 1989, thường trú tỉnh Bình Phước, đến khu vực bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh thuê một xe ô tô do anh Nguyễn Quốc Dương sinh năm 1985 quê tỉnh Nam Định làm tài xế và yêu cầu chở đi Bình Dương.
Khi xe đến khu vực phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, đối tượng Quân đã dùng dao uy hiếp tài xế để cướp tài sản. Anh Dương đã kịp thời thoát ra khỏi xe, tri hô để người xung quanh tiếp ứng. Khi Quân điều khiển xe chạy khỏi hiện trường đến khu vực đường Lê Lai thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, thì bị tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Dầu Một đang tuần tra gần đó phát hiện, phối hợp với người dân bắt giữ cùng tang vật để xử lý. Hôm qua, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người về hành vi đánh bạc. Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sát phạt trong vườn cao su. Thời điểm phát hiện, tụ điểm này có 23 người đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 8 bộ bài tây, 13 xe máy, 15 điện thoại di động, gần 42 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Nguyễn Thị Thùy Linh, 31 tuổi, cùng Bùi Văn Trung, 35 tuổi làm cái, còn Lâm Thị Thu Thảo, 35 tuổi thu tiền sâu. Trưa mỗi ngày, các con bạc đến vườn cao su để tụ tập, sát phạt nhau đến chiều thì tan sòng. Trong thời gian qua, Công an huyện Tân Biên đã triệt xóa 57 vụ đánh bạc với 417 đối tượng tham gia. Nhiều người vì mê trò đỏ đen mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Chiều qua, Công an huyện U Minh, Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Nguyễn Thị Phước Mai, 49 tuổi, quê An Giang. Theo thông tin từ Công an huyện U Minh, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 6, Mai cùng với một đối tượng tên Diễm đến tiệm vàng Phú Hào tại thị trấn U Minh bán một sợi dây chuyền và tấm lắc kim loại màu vàng là vàng 18 carat, tổng trọng lượng hơn 15 chỉ. Trong quá trình giao dịch, chủ tiệm vàng kiểm tra thì phát hiện số vàng trên là giả nên đã trình báo Công an thị trấn U Minh lập biên bản xử lý. Cũng với cách thức tương tự, Mai từng lừa bán hơn 7 chỉ vàng vào ngày 14 tháng 6 tại huyện Thới Bình. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng Diễm để tiếp tục điều tra. Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra đêm qua tại Bình Dương, hậu quả khiến hai người nguy kịch. Khoảng 21 giờ 30, một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 36B400280 với tốc độ cao trên đường DT747B hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An. Khi xe lưu thông đến đoạn vào ngã tư giao nhau giữa đường DT747B và đường Tô Vĩnh Diện được khoảng 200m, thì xe này tông vào xe máy 83C142591 do một người đàn ông trung niên điều khiển. Cú va chạm khiến hai người ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường vụ tai nạn. Một vụ chết cháy thương tâm vừa xảy ra hôm qua tại thành phố Đà Nẵng. Nạn nhân tử vong khi đốt nương để canh tác do trời nắng gắt, ngọn lửa dễ bùng phát dữ dội, không kịp thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6, ông Nguyễn Mực, sinh năm 1931, trú tại địa phương, ra đốt cỏ giường cạnh nhà. Mọi người xung quanh phát hiện vụ việc đã nhanh chóng truy hô. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó. Tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi khoảng 700 mét vuông. Những người dân ở đây cho biết họ phát hiện nạn nhân nằm trong đám cháy khi ngọn lửa cơ bản đã tắt. Được biết, nạn nhân hiện đang sống cùng vợ tại ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu vực, ít người qua lại. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.